Xin chào tất cả anh em câu cá nha. Quay trở lại shop được câu Nhật Bãi bên em. Hôm nay là video ngày 30 nha, cuối tháng. Thì sẽ lên một số cần ở đây được đẹp cho em. Thì hàng về em sẽ giới thiệu sơ lược một số cần ISO, súp lỡ, cán vợt, cần lục thì những dòng cần rút và ba khúc. Cần rút ở đây thì sẽ có cấn từ 25, 27, 30. Đó. Còn cần ba khúc thì sẽ có cấn từ 30 này, EX này, AX này, BX cho em. Đó, từ Win Power. Một số cần một khúc câu bè giá rẻ này, máy đứng, máy ngang, cần lụa. Đó, cần lụa như này. Một số cần zip ở đây thì có dòng là Scorpion, Shimano, Abu còn nguyên hộp nha. Bên em ship có toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán nha. Bên em thì đối với cần tay em sẽ hỗ trợ hạ tay, còn cần lục sẽ hỗ trợ hạ pad nha. Thì yêu cầu mã số 1 là một con ISO khoen nhỏ Shimano. Shimano nha em. Dài 5m3 và độ cứng 1, rơi cho mình tầm khoảng 3H cần tay. Con này thì pad Fuji F6. Dáng khoen con này là khoen Fuji nha. Thì cái cần thủ trước nó xịt cái sơn màu đen lên thì nó hơi chừng đen đen tí này. Cần thì nguyên bản không hao hụt như này. Ngọn cần thì sẽ có là 4 khoen chạy trên ngọn, carbon thì sẽ xoắn vân toàn thân. Cái dòng mà thì mình câu tráp hanh, câu cảm giác thôi nha. Đó. Cứng một cho mình ạ. Một thì nó mềm. Đó, tình trạng cần thì ok hết. Cân nặng được là 200g, ngọn 1.3 ly, mã số 1, con này gửi mức giá là 500.000. Đó, 500 nha. Số A2 một con ISO hàng hệ của dòng Olympic. Con này thì cái thông số của nó dài là 5m3 và độ cứng 1 luôn nha. Cứng 1 5m3. Pad Fuji Stylus, con này bản Japan nội địa Nhật này. Đó, Japan nội địa Nhật nha. Gốc thì nó làm lớn một tí. Cái bản này thì nó sẽ có định vị nha này. Đây, nó định vị green light này. Tất cả lóng của mình luôn. Định vị lóng đều bị khoen hết này. Đó. Cứng 1 thì cũng tầm 3H cần tay, ngọn con này chỉ có 2 khoen chạy thôi. Và carbon của mình là xoắn vân toàn thân. Đó, xoắn vân như này. Đây có định vị hết nha. Đây được chỉ định vị này. Con này thì cũng thích hợp mình câu tráp hành cảm giác thôi. Nói chung mà những dòng thì không cứng lắm cho mình ạ. Rồi 5m3 cứng 1 Olympic. Con này cân nặng được là 205g, ngọn 1 ly, mã số 2. Giá 600 nha này. Đó, giá 600 ngàn nha. Số 3 một con ISO khoen nhỏ. Con này thì nó cứng hơn một tí nha này. Con cần này là cần carbon của dòng Alpha Tackle 5m4 và độ cứng 2. Cứng 2 này thì tương đương tầm khoảng 4H cần tay và khoen pad Fuji hết. Thì bên em hỗ trợ xả tay nha. Ngọn con này thì nó sẽ có 3 khoen chạy trên ngọn này. Phôi của mình là carbon này, xoắn vân toàn thân nha. Đó, xoắn vân toàn thân. Tình trạng thì cần sẽ có sức dăm sơ theo thời gian thôi. Đó, còn lại thì ok hết này. 5m4 cứng 2 nha. Xả cần tay thì rơi cho mình tầm khoảng 4H Alpha Tackle Japan. Con này thì phôi dày hơn, cân nặng là 270g ạ, ngọn là 1 ly, mã số 3, giá 600 nha này, 600 ngàn nha. Bên em thì ship có nhận hàng, mình cứ kiểm tra thanh toán ạ. Số 4 là một con ISO hàng hệ của dòng Daiko này, Daiko con này sản xuất tại Nhật nha, Daiko thì hầu như Japan hết. 5m3 và độ cứng 1, thì cũng tầm khoảng 3H cần tay cho mình, câu tráp hanh thôi. Cái bản này thì khoen cái mình là khoen xích cho em, và khoen cái mình là khoen vỗ nha. Đó, nó sẽ có ba khoen chạy trên này là khoen vỗ này. Còn này thì cao cấp sẽ có 4 khoen chạy trên ngọn này. Daiko thì nó chỉ có carbon xoắn vân thôi. Lóng 2 có 2 khoen chạy này. Lóng 3 có 1 khoen chạy này. Và lóng sắc cúc thì không có khoen chạy nha. Đó. Tình trạng con này thì khỏi phải bàn cho mình rồi. Khoen xích trên này và khoen vỗ này. Đó, tình trạng rất là mới nha. Daiko Japan. Cân nặng của cần này chỉ có là 170g thôi. Ngọn là 0.7 ly, mã số 4. Con này gửi mức giá là 1.200.000. Đó, 1.200.000 nha. Daiko thì nó hàng xịn như Gamakatsu cho mình luôn. Số 5 ạ. Số 5 thì ở đây em có một con ISO khoen nhỏ này. Con này của Shimano. Con này thì nó cũng dạng câu cảm giác. 4m8, zoom 5m4, cứng 0.6 này. Đó, 0.6 nha. Của Shimano có zoom. Toàn bộ cái dàn khoen con này đều là dàn khoen full xích nha. Đó, khoen xích. Con này thì ngọn nhỏ thôi. Có sẽ 4 khoen chạy trên ngọn nha. Con này thì thích hợp mình câu tráp hành cảm giác thôi. Đó, có chế độ zoom rất là tiện như này. Đấy. Tình trạng thế này. Rồi 4m8 thì mình câu ngang đây. Còn anh em muốn câu 5m4 á, thì mình rút lông zoom vào đây này. Đó, zoom vào đây là 5m4 nha. Tình trạng cần thì nó đẹp, sáng hết. Pad Fuji LS6 Shimano. Con này rất là nhẹ nha. Cân nặng chỉ có 160g thôi. Ngọn 0.6 ly. Con này mã số 5. Con này gửi mức giá là 1 triệu như này. Đây, 1 triệu nha. Khoen xích có zoom, cứng 0.6 thì thích hợp mình câu cảm giác thôi, mềm. ISO Shimano đem có một con hàng hệ có zoom, con này thì khoen titan, con
con này của dòng ISO, dòng Spatial này. 4m7, zoom 5m3 và độ cứng 2. Là 4m7, 5m3, độ cứng 2. Có zoom. Con này thì cái bản cao cấp, khoen của mình này. Cho mình xem cái khoen của nó nha. Đây là khoen titanium hết. Đó, khoen titan như này. Con này là hàng hệ nha. Cứng 2 thì tương đương 4H cần tay. Ở trong cần ra thẳng và ok hết. Ngọn cần thì nguyên bản nguyên zin sẽ có 4 khoen chạy trên ngọn này, có định vỉa nha này. Nó sẽ có cái đường chỉ định vỉa này. Đó. 4 khoen chạy nha. Toàn bộ khoen titan, có green light hết này. Lóng thứ hai sẽ có 2 khoen chạy có định vị. Đó. Nguyên bản nguyên zin hết nha này. Tình trạng thì khỏi bàn cho mình rồi. Đẹp nha, sáng ok hết. Thì anh em mình rút ngang đây á thì mình câu là cái chế độ là 4m7 này. Đó, anh em muốn 5m3 rút lốc zoom vào đây này. Đó, zoom vào nha này. Zoom vào 5m3. Này, cái chỗ này thì nó sẽ có một cái miếng sơn ở đây nó bị tróc như này. Đó, nhìn nó hơi cũ một tí thôi. Còn lại thì ok hết này. Khoen titanium nha. Của Shimano. Con này là 4m7, zoom 5m3, cân nặng là 210g, ngọn 0.8 ly, mã số 6. Con này gửi mức giá là 2 triệu như này. Đó, giá là 2 triệu nha. Khoen titan ạ. Số 7 là một con cái cần súp lở. Con này của dòng Olympic như này. Dòng Black Bean, dài 3m3. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng vào 20. Và con này thì khoen pad Fuji hết. Đó, cho mình câu ngâm lan xe. Đánh lục độ cần được nha. Ngọn sẽ có 2 khoen chạy và carbon xoắn vân. 3m3 số lượng là 4 lóng này. Đây, số lượng thì kèm cho mình là 4 lóng này. 3m3 cứng tầm khoảng 20. Và khoen pad Fuji. Con này cân nặng được là 230g, ngọn 2.2 ly, mã số 7. Con để cho mình giá 550 này. Đây, 550.000 nha. Sức chăm một tí thôi. Số 8 ạ. Số 8 là một cái cán vợt 4m5. Cán này thì của Hàn Quốc nha. Có một cái dây đeo trợ lực như thế này. Và dầu như bên Nhật về thì cái gen của mình đều là gen 12 hết. Anh em lưu ý nha, em sẽ nhắc lại một lần nữa nha. Đối với cán vợt, mà 4m5 này thì nó rơi cho mình tầm khoảng 4m thôi. Anh em về gắn vợt mới đủ nha này. Còn 3m6 thì nó rơi cho mình tầm khoảng 3m1 hoặc 3m. 5m4 thì nó cũng tầm khoảng vào 4m9, 5m thôi. Nó không bao giờ đủ cho mình đâu. Em bán cho mấy anh á, mấy anh không biết nha này. Đem về đo là những con này 4m5 về đo này. Đo nó kêu còn 4m không lấy, không thuộc. Gắn vợt nào mà đủ cho mình anh em. Đó, anh em cứ tham khảo kỹ trước nha. Gắn vợt mới đủ nha này. Hầu như 100% không có con nào con cán vợt đủ cho mình luôn. Rồi cán vợt này thì gửi cho mình giá 500.000, mã số 8 nha. Đó, cán vợt carbon. Số 9 ạ, một cái cần lục nha, cần lục rút. Con này thì của dòng Ryobi, carbon Superlight. Con này thông số là dài 4m5 này, cứng 27. Là nó rơi cho mình tầm khoảng vào DX. Bản này thì đánh bạc bãi, đánh đầu cần đều được. Khoen là khoen xích nha, toàn bộ khoen xích. Tình trạng ra cho mình tầm khoảng 90%, sẽ có là 2 khuyên chạy trên ngọn này. 4m5 thì số lượng đi kèm cho mình là 5 lóng ạ. Đó. Số lượng kèm 5 lóng nha. Ruby. Ruby như này, khoen xích. Con này thì cân nặng được cho mình là 470g, ngọn 2.5 ly, mã số 9. Con này gãi mới giá là 1 triệu 6 này. 1 triệu 600 ngàn nha. Rồi tiếp theo một con Ruby, con này thì cứng hơn như tí như này. Con này 4m5 cứng 30. Thông số nó còn nguyên, con này hơi bị phai một tí nha. Đó, nó phai hai con y chang nhau ạ. Sản xuất tại Hàn Quốc và tem vàng đầy đủ luôn. Cứng 30 rồi cho mình tầm khoảng CS. Và cũng là dàn khoen full xích, số lượng là vẫn 5 lóng nha. Đó, 5 lóng. Vẫn là hai khoen chạy trên ngọn này. Carbon thì vẫn xoắn vân nha. Đó. 4m5 30. Rồi con này thì không có định vị như này, bát còn nguyên zin chưa hạ nha. Cân nặng là 540g, mã số 10, ngọn 2.7 ly, giá 1 triệu 8 này, 1 triệu 800 ngàn nha. Cần lục tiếp theo sẽ có một con cần của dòng DFT Powerlove Acid như này, dài là 4m, cứng 25 ạ, đó, cứng 25. Con này thì nội địa Nhật Japan nha, 25 là tầm khoảng EX. Đánh đầu cần gần bờ, dàn khoen của mình là khoen đen, xứ xám như này, đó, khoen đen xứ xám. Ngọn sẽ có cho mình là 2 khuyên chạy này. Và con này phôi của mình là carbon xoắn hai da từ gốc tới ngọn luôn. Đó, 25 nha. Đánh đầu cần và gần bờ cho mình ạ. Tổng thể thế này. Rồi con này thì sẽ có một cái pad còn nguyên zin. Đây chưa hạ nha. Cân nặng của mình được cho mình á là 412g, ngọn 2.4 ly, mã số 10. Con này gửi mức giá là 2 triệu nè. Đây, giá 2 triệu như này. Powerlove Acid nha. Rồi đây có một con cái bản con này thì cứng hơn. Con này thì cứng 30, cũng là 4m luôn. Đó, anh em thích thì đánh cứng hơn lấy dòng này nha này.
Con này thì khoen Fuji xứ đá xám, cũng là phôi hai da từ gốc tới ngọn này, sẽ có hai khoen chạy trên ngọn này, và số lượng đi kèm cũng là 4 lóng này, 4 lóng cho mình. Tình trạng cần thì ok hết rồi, trong thì sẽ có sức dăm sơ ở ngoài thôi, bát còn nguyên zin. Rồi 4 mét cứng 30, con này thì cân nặng là 490g, ngọn 3 ly, mã số 12, giá là 2.300.000, 2.300.000. Tiếp theo thì ở đây sẽ có một con thường lộc. Cái con này thì của dòng Shimano này. Con này thì 13, con này thì 4.5 DX, Shimano dòng Sunlader FV. Cái bản này là bản China xuất Nhật thì màu đỏ, và pad Fuji này S7 này. Khoen con này là cộng đồng khoen xích này. Đó, khoen xích. Ngọn thì sẽ có là hai khoen chạy có định vị này. Đó, tình trạng cần thì sẽ có sức dăm sơ thế này. Cái dòng mà thì mình đánh đầu cần và gần bờ thôi. Đó, đánh bạc bãi bạc biển như này. Bên em hỗ trợ hạ pad theo yêu cầu nha. Hạ pad thì quay keo zin từ 10 đến 12 tiếng mới khô cho mình ạ. Rồi 4.5 DST, con này mã số 13, cân nặng là 430g, ngọn 2.4 ly, con này gửi mức giá là 2.400.000, 2.400.000 nha. Các bạn đã có định vị hết rồi. Cần lộc ba khúc ở đây thì em sẽ có một con cần của dòng Ryobi trước nha. Đây Ryobi dòng Pro Sky, ba khúc Ryobi 405 cứng 30 thì tương đương tầm khoảng gần 33 đối với cần rút. Con này thì sản xuất tại Hàn Quốc này. Đó, có mã code và tem vàng này. 40530, phôi xoắn hai da dàn khoen xích. Đó, pad Fuji Starlet LS7. Tình trạng cần thì sẽ có xước một tí ở ngoài thôi. Còn thì nguyên bản nguyên zin hết nha. Đó, chưa có hạ pad, bên em hỗ trợ hạ pad theo yêu cầu. 40530 của dòng Ryobi ạ. Con này cân nặng được là 430g, ngọn 3.2 ly, mã số 14. Con này gửi mức giá là 3.200.000. Đó, 3.200.000 nha. Cần rất là đẹp. 15 thì em sẽ có một con cần lục ba khúc, đánh đầu cần và gần bờ luôn. Con này thương hiệu dòng Shimano như này. Cái gốc thì sẽ bọc một cái màn co nhiệt sẵn, anh em thích thì em sẽ cắt ra cho mình nha. Dài 405 cứng 2X. Con này thì bản Indo xuất Nhật này, có mã code và tem. Con này cái bản của mình là bản full xích lòng sống nha. Đó, EX, đánh đầu cần gần bờ. Cần rất đẹp nha, trên 95%. Đó. Trên video anh em xem không kỹ thì cứ inbox qua Zalo nha, 0923534779, em chụp hình từng mẫu cần cụ thể hơn em gửi cho mình xem này, hoặc inbox video riêng nha. Rồi xuất lê đời EVSF 405EX, nặng là 370g, ngọn 2.2 ly, mã số 15. Còn được gửi mức giá là 3.600.000, 3.600.000 nha. Rồi 16 ạ, 16 là một con cần lộc 3 khúc AX. Con A này thì có dòng The Wind Power SF như này. Đó, phụ kiện sẽ có bao vải zin kèm. Đó, 3 khúc này. Cái bản này hầu như là cái bản từ Win mắc nhất rồi. Đó, khoen xích gold. Từ Win Power F này, 405 AX này. AX thì hầu như cứng gần nhất cho mình rồi. Cái con này thì nó sẽ có cho mình là đối trọng kèm này. Đối trọng kèm như này. Em cân cả cái đối trọng là 550g, cái đối trọng con này riêng của nó là 120g rồi. Pad con này là pad Fuji Stylus phôi xoắn hai da. Độ mới con này thì tầm khoảng 95% như này. Đó, nguyên bản nguyên zin. Anh nhìn kỹ này. Có định vị hết nha. Greenline này và phôi xoắn khoen xích gold. Đó. Bản này thì mắc nhất của The Wind Power rồi. Ba khúc nha, bên này vẫn hỗ trợ hạ pad. Ship có toàn quốc ạ. 405 AX The Wind Power nặng là 550g, ngọn 2.7 ly, mã 16, giá 10 triệu nha. Con này giá 10 triệu cho mình ạ. Đó. 17 thì con này là con The Wind Power vẫn còn bao bãi zin token như này. Đó, The Wind Power con này thì cũng bạ xoắn. Con này thì 405 BX. Đó. Cái con này thì em còn C và B như này. C thì 5.2 triệu. B này thì giá cao hơn, 6.5 triệu cho mình ạ. Đó, cái bản này thì cũng là bản xoắn hai da. Con này thì khoen xích đen thôi, nó không được cho con cái xích gold. Đó, The Wind Power này. Khoen để ba là khoen gập này. Bát còn nguyên zin. Bát Fuji F7. Và khoen cái này là cộng đồng khoen gập này. Đó, nó sẽ có 4 khoen nha. Phôi xoắn hai da toàn thân cho mình ạ. Tình trạng thì sẽ có sức đây một tí thôi, còn lại thì nguyên bản cho mình hết. Con này thì mã số là 14 ạ. 14 như này, 16 chứ. Cân nặng 480g, ngọn là 3.7 ly. Giá 6.500.000 như này. 6.500.000. Mấy con thì ngon, anh em lấy về mình đánh một thời gian thì mình bán lại nó không bao nhiêu như này, không lỗ bao nhiêu hết. 17, 18 thì em sẽ có một con cần một khúc như này. Con này con cần một khúc cho mình câu bè ạ. Cần carbon dài 1.3 m. Pad Fuji F6,
tình trạng có hơi cũ tí nha. Giang khoen Fuji ba chân sứ đen. Đó, Fuji ba chân sứ đen 1.3. Con này thì nó sẽ cứng tầm khoảng vào, đó, nó cũng tương đối cứng như này, chắc cứng tầm khoảng 50-80 á. Khoen Fuji hết nha. 1.3 cần carbon, nặng là 130g, ngọn 1.7 ly, mã số 18, giá 350 nha em, 350.000 này. Một khúc nha, câu bè. Đây có một khúc cần lưu ạ. Đây em có một con cần lưu của dòng Abu. Đây Abu Garcia dòng Hornet Plus. Dài 5.8, máy ngang 1m72, cứng M. Tải mồi tầm khoảng 21g, tải cá 8kg nha em. Abu thì của Thụy Điển anh em biết rồi. Con này khoen xích gôn nha. Con này thì cái bản này bản cao cấp. Đó, khoen full xích gôn. Nó giống như cái khoen của dòng Twin Power này. Mấy con này thì hàng hệ rồi. Đây, nhìn kỹ nha. Khoen full xích gôn. Con này đen xích gôn, còn con này trắng xích gôn. Con này thì một khúc thì thích hợp anh em mình lua. Trong một khúc thì lua ngon. Bù lại thì mình di chuyển hơi bất tiện thôi nha. Đó, máy ngang nha. Ai bù thì khỏi phải bàn. Tay cầm con này thì nó bằng cán bần. Bát vạn Fuji. Mã số 19, nặng là 125g, ngọn 2.2 ly. Con này giá là 1.3 triệu. Đó, 1.300.000 nha. Rồi cần lô thì ở đây em sẽ có một con cần của dòng Masograph Fitcat này. Con này là máy đứng hai khúc UL. Đó, UL Fitcat này. Con này độ dài của cần là 7.3, chỉ chuẩn xác là 2.21 nha này. Cần 2.2 cho mình á. Đó, UL Fitcat này, còn nguyên bao vải zin nha. Đây 732 UL. Tải mồi con này thì 0.4 đến 5g, PE hỗ trợ tầm khoảng vào 0.6, cá tải tầm 5kg. Con này thì mình câu cá nâu, cá gì, câu suối, cá tầm khoảng 1-2kg đổ lại thôi. Đó, bạn China xuất Nhật. Cần mới tinh nha nè. Đó, cần mới chưa xài qua nha. Còn bao vải zin kèm. Đây, UL thì nó mềm nhất đối với cần lua rồi. Đẹp nha. Cân nặng của con này chỉ có là 87g thôi. Ngọn 0.7 ly, mã số 20 ạ. Con này gửi mức giá là 1.2 triệu. 1.200.000 này. Tiếp theo 21 thì em có một con cần, con này máy đứng luôn nha này. Con này máy đứng, con này cứng L, cứng hơn một tí. Con này là cần của dòng Medusa, dài 66 là 1.98, cứng L, đó 1.98 này. Fuji nha. Con này là dòng khoen, các bạn là khoen Fuji dòng KR Mico. Đó, hãng sản xuất tại Hàn Quốc. Phôi thì nó xoắn hai da của dòng Medusa. Cái Medusa này thì mắc nha này. Giá bên đó thì rơi cho mình tầm khoảng vào 3 triệu mấy á. Đó. Còn đầy đủ này, khoen Fuji. Bắt là bắt vặn này, carbon. Con này thì cái ngọn của nó thì nguyên bản nguyên zin thì nó sẽ dài cái gốc một tí này. Đó, gài gốc một tí như này. L thì nó mềm. Nói chung là nó nhịn nhịn nó UL một tí thôi. Đó. Sản xuất tại Hàn Quốc nha, 1.98L. Cần thì rất là đẹp. Cân nặng của con này được là 97g, ngọn 1.2 ly, mã số 21. Con gửi mức giá là 1.500.000. 1.500.000 nha em. Phôi nó là cái xoắn caro hết nha. Rồi máy ngang ở đây thì em có một con cần máy ngang bạo lực. Con này thì thương hiệu là dòng Abu luôn. Đó, Abu Garcia dòng Badfield như này. Dài 6.7 thì chuẩn xác cho mình là tầm khoảng 2m01 nha, cứng MH. Tải mồi thì tầm khoảng 42g, tải cá tầm khoảng 15kg. Con này thì bản China xuất thị trường Nhật này và thị trường châu Âu. Đó. Con này khoen Fuji cho em. Abu Garcia thì ngon biết rồi. Khỏi bàn như này, con này thì mình lưu nhớ thật. Đều được này, nó hoặc lưu gần. Đó, 2m01, 02. Cứng MH như này, MH thì dạng cứng rồi. Nặng là 115g ạ, ngọn 2.4 ly, mã số 22. Con này giá là 1.400.000. Đây 1.400.000. 23 thì một con cần là lưu, con này cần lưu mực như này. Đó, con cần lưu mực hai khúc nha. Con này thương hiệu là dòng Masograph của dòng Zatic này. Độ dài con này là 8.3, là tầm khoảng 2m49, 2m50. Con này tải AG là từ 2.5 đến 3.5, là size con mực nha. Còn mà tải cá tầm khoảng vào 1.2 PE. Đó, 1.2 PE thì tải dây á. Dàn khoen Fuxit, tay cầm cán mút, bát vặn Fuji Masograph. Tình trạng đẹp khỏi bàn nha. Con này khoen, các bạn là khoen Fuxit nòng sống này. Đó, khoen Fuxit nòng sống. Toàn bộ khoen xích nha. Con này thì nó cứng tầm khoảng M tới MH cho mình á, tính theo cần lua bình thường như này. Đó, Masograph khoen xích tầm sống. Nặng là 127g, ngọn 2 ly, mã số là 23. Giá là 1.400.000. Đó, 1.400.000 nha. Khoen xích hết. Đây mới một con cần cắm gốc. Con này của dòng Shimano, con này máy ngang này. Đó, Shimano cắm gốc nha, con này zip của dòng Scorpion này,
bộ cặp đỏ Ocean, dài là 6,9 nha. Cái thông số con này chuẩn xác là 6,9, là 2m07 nha, gần 2m1. Đây made in Japan này, có mã code. Con này live PE thì 0.8 đến số 2, tại zip cho mình là được từ 28 đến 70g. Đây con này cái tay cầm của nó cán mút này, bát vạn Fuji này, Shimano này, Scorpion này, Ocean. Đẹp sáng nha. Con này tầm khoảng 98% cho mình á. Toàn bộ dàn khoen con này đều là dàn khoen full zip hết. Mấy con này đem đi phát zip nha. Đó, phát zip thì ngon. Cần cái đẹp sáng khỏi bàn rồi. 98% cho mình. Nó rơi cho mình tầm khoảng gần 2m1 nha, 2m07. Cứng tầm MH hơn. Phụ kiện sẽ có một cái bao vải zin kèm. Cân nặng của cần này được cho mình á là thực tế là 200g, ngọn là 2.3 ly, mã số 24, giá là 2.3 triệu. 2.300.000 nha. Không chơi con này thì chơi con nào nha em. Cảm gốc tiếp theo một con cần zit, con này thì ngắn hơn. Con này thì bản châu nha em. Có thông số con này là châu Âu này. Của dàn bắt bon này này. Đây, line nha em. Con này dạng là line zit nha. À, con này là fast zit. Con này là cần cắm gốc máy đứng 1.8 ML. Thông số con này là 3 cộng 1 OZ là 120g. Là dạng fast zit rồi. Đó. Con này thì tại tỉnh là 5 kg này. Tại cá tầm khoảng vào 20 lbs. Con này cứng nha. Tính theo cần zit bình thường của cần Nhật thì nó sẽ ra cho mình tầm khoảng MH đến H. Khoen zit bát Fuji. Và tay cầm con này thì bằng cán bút nha. Cái con này là cái dòng là dòng châu nha này. Đây dòng bad bone là của châu này. Cái thông số là thông số fast zit. Tình trạng thì đẹp khỏi bàn rồi. Nguyên bản nguyên zin hết nha. Con này cân nặng là 250g ạ, à, ngọn 3 ly, mã số 25, giá là 2.2 triệu. Đó, 2.200.000 nha. Cái con này khoen của mình là khoen titan á, nhưng mà khoen đời cũ nó không chụp chữ titan thôi. Cái dòng này về rất là nhiều như này. Cuối cùng thì em có một con cần cắm gốc. Con này thì cứng mới tinh, chưa xài qua nha. Đó. Con này của dòng em cho mình xem này. Con này cần cắm gốc nha. Cắm gốc Abu, Abu Garcia. Sẽ có một cái bao hộp zin kèm này. Đó, Abu Garcia 66 1m98 MH. Cho nên mình lưu bộ lực này. Cái phụ kiện thì nó sẽ có một cái hộp này, Abu Garcia này, mới tinh nha. Đó, còn nguyên này, chưa đụng chạm vậy luôn. Đó cắm gốc nha, còn nguyên hộp cho mình. Cái này là dòng Abu Hornet dài 66 1m98 MH, cần mới tinh. Tải mồi là 14g, tải cá tầm khoảng 7 kg. Abu thì của Thụy Điển và cắm gốc nha. Nên cái gốc của nó còn mới tinh này. Bắt vặn này, chưa xài qua cho mình ạ. Dàn khoen của mình là dàn khoen full zip nha. Ở trong mấy con này thì cái đời cũ đã qua sử dụng mà không có bao hộp á, thì ra cho mình tầm khoảng 1.4 triệu. Còn con này thì bên em mua đặt cửa hàng này thì giá cao hơn như này. Đó, cao hơn một tí nha. Rồi con này thì thông số thực tế em cân được là 104g, ngọn là 1.8 ly. Con này gửi mức giá là 2 triệu nha. Đó, 2 triệu này. Cho đây mình sưu tầm này, Abu Garcia. Abu này thì có nhiều lắm. Nó chỉ có sản xuất tại cái này là nó sản xuất trong nước Thụy Điển. Còn mấy con bên này dòng này á, anh này thì em con này em có một hai con Abu đây á, thì nó sản xuất tại Trung Quốc vậy này, gia công. Đó, China xuất Nhật. Cái bản này thì đời cao sau này. Rồi con này giá 2 triệu như này. Rồi chúc anh em có một ngày tốt lành, đi câu nhiều cá sức khỏe nha. Anh em cứ muốn những mẫu cần nào cứ inbox nha. Bên em thì hàng hóa về cập nhật liên tục. Những dòng mẫu cần như là BS này, đó, BS hay là AXCS bên em đều có nha. Inbox em sẽ hỗ trợ thêm. Rồi hẹn gặp lại lần sau. Chúc anh em một ngày tốt lành ạ.